Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Oppo tại Thế Động trong tháng 3 này các bạn ha. Thì xem đầu tháng 3 này Oppo có khuyến mãi gì không các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có con Oppo Bank với giá là 7.990.000, 790.000 các bạn. Xin lỗi. 790.000 Oppo Bank ha. Thì con này thì sẽ có tác dụng là các bạn sẽ đo nồng độ oxy trong máu nè, tức là SpO2, nhịp tim, nhiễm xúc chân, thông báo cuộc gọi, thông báo tin nhắn ha. Rồi, điện thoại Oppo A16K giá là 3.290.000, không có chương trình khuyến mãi gì các bạn ha. A16K thiết kế cũng rất là đẹp trong phân khúc giá rẻ của Oppo các bạn. Rồi, con này thì RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, pin 4230 và hỗ trợ sạc 10W. Rồi, Oppo Reno 6 Pro, chúng ta sẽ có Oppo Reno 6 Pro giá là 18.990. Khi bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất hoặc tặng phiếu mua hàng Thế Động 500.000 hoặc phiếu hàng Bách Hóa Xanh 750.000 các bạn ha. Đây, Oppo Reno 6 Pro 18.990. Máy rất là đẹp của Oppo luôn. Con này thì xài con chip là Qualcomm 870, sử dụng được 5G các bạn nha. Pin 4500 và sạc nhanh tới 65W luôn. Camera chính phía sau đây là 50MP, selfie là 32MP các bạn. Màn hình 6.55 inch các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Oppo Reno 6Z, giá là 9.490.000. Reno 6Z này hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 500.000 hoặc là tặng phiếu mua hàng Bách Hóa Xanh 750, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây, Oppo Reno 6Z thì nó có hai màu, là màu đen các bạn, đen nhám nha. Rồi, tiếp tục đây là có một màu bạc, màu bạc cũng rất là đẹp luôn bạn. Màn hình thì 6.43 inch ha. Chip là Dimensity 800U, sử dụng được 5G các bạn nha, còn này sử dụng 5G. RAM thì RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, pin 4310mAh và hỗ trợ sạc nhanh 30W các bạn. Rồi, tiếp theo Oppo A95 giá là 6.990. Đây, A95 các bạn. Này, bạn mua sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất. Con này thì sử dụng chiếc Qualcomm là 662 8 nhân này, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB ha. Camera chính là 48, selfie là 16, pin 5000 và sạc nhanh 33W. Rồi, Oppo A76, một sản phẩm rất là mới của Oppo, giá là 5.990, hỗ trợ các bạn góp 0% lãi suất. Đây, A76 chiếc máy thiết kế rất là đẹp luôn, thiết kế cam cũng rất là đẹp các bạn. Rồi, con này thì màn hình là 6.56 inch các bạn, sử dụng bằng chiếc Qualcomm là 680 8 nhân ha, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, camera chính là 13, phụ là 2, selfie 8, pin 5000 và sạc nhanh 33W các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Oppo A55 giá là 4.990. A55 này hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha. A55 thiết kế rất là 47 luôn. Con này thì chip MediaTek Helio G35 8 nhân, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 5000 và sạc nhanh 18W các bạn ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Oppo Reno 6. Oppo Reno 6 rồi, Oppo. À, hiện tại đây không có Oppo Reno 6. Oppo Reno 6 thì giá là khoảng 12.990 các bạn. À, 95. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Oppo tại Thế Động trong tháng 3 này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.